cá nó cứ bơi bơi một vòng này chứ đâu. Làm bên ba con thôi được rồi. Có tôm ngọt hả? Bị hôi tiếp nha mọi người. Có cá rô phi nè. Đó, có cá rô phi nữa. Ui. Đào, đường hồng hả? Hả? Đâu? Trời ơi, cái lâu chạy rồi chạy lại vẫn ba con. Ba con thiệt mọi người. Dữ vậy? Mày mới tháng ba con mà. Tần tôm luôn. Tôm tít quèo. Đâu? Ủa, cái không phải. Lỗ. Vỏ tôm mọi người. Đã dữ vậy? Ba con hai điều hồng một con ổ hàng rô phi một điều hồng. Con cái lẩu này nãy giờ chạy. Sáu con. 5-6 lần rồi. Lần nào cũng có. Đó. Có thấy con cá nhỏ nó chạy lên đó. Rô phi. Đó mọi người. Đẩy mà ố vô luôn. Ôi. Con nào mập, con nào mấy mập khô lụng. Hùng rồi đó. Đây là con nữa. Và một con diêu hồng. Rồi. Tiếp tục thôi.